Mình xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì mình đang gặp một chiếc xe MLS đời 2010. Xe đang có cái ban bệnh là cảm nhận được là chạy rất chi là yếu anh em ạ, chạy cực yếu luôn. Và cũng có hiện tượng là hơi tốn xăng một chút anh em nhá, hơi tốn xăng một chút và mà lại yếu máy anh em ạ. Thông thường thì nếu mà tốn xăng thì lại phải khỏe máy đúng không ạ? Nhưng mà tốn xăng nhưng mà lại cảm nhận được là hơi yếu máy, cảm nhận là rất yếu máy luôn, chứ không phải là hơi nữa mà rất yếu máy luôn. Thì cái lỗi nó nằm ở đâu? Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab để cho anh em thấy được cái lỗi của nó. Đặc biệt là xe lại không báo lỗi em nhá. Cái đèn check thông báo lỗi ở trên mặt đồng hồ táp lô là không hiển thị báo lỗi anh em ạ. Vâng, cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Thì cái lỗi này nếu như anh em đã được từng tham gia cái khóa hát thì anh em phân tích lỗi ra ngay anh em nhá. Vâng, và ngày 30 tháng 10 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ tham gia một cái khóa H16 để phân tích cái dữ liệu động cơ để tìm ra các cái lỗi khó khi mà hệ thống báo lỗi OBD trên xe không báo lỗi, do thầy giáo thạc sĩ Dương Tuấn Dũng trực tiếp đào tạo tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Anh em muốn tham gia khóa đào tạo, khóa học một ngày thì anh em qua vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ đăng ký khóa học cho anh em nhá. Vâng, và chính những cái dòng xe đời cũ như thế này thì đã hay báo lỗi, thì hôm nay tôi sẽ sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab để kiểm tra xem xe này nó nguyên nhân ở đâu mà lại tốn xăng mà lại yếu máy anh em nhá. Mình là nhà phân phối máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa. Anh em cần máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ tư vấn và cung cấp cái chương trình khuyến mại cho anh em. Và khi cung cấp máy cho anh em thì mình có trách nhiệm hướng dẫn nhiệt tình cho anh em trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề anh em nhá. Vâng, và bây giờ tôi sẽ kết nối máy chẩn đoán lỗi Moto Gen Tab vào xe. Vâng, tôi kết nối với jack chuẩn đoán lỗi DLC ở trên xe anh em nhá. Rồi, tôi đã cắm máy vào jack cáp vào jack chuẩn đoán DLC rồi. Máy tôi để ở một vị trí nào xem là hợp lý nhất. Ok anh em. Và tôi mở chìa khóa lên. Tôi mở chìa khóa lên và tôi nổ máy ạ. Xe không báo lỗi anh em nhá. Đề phát nổ luôn, garanti nổ rất đẹp nhưng mà yêu máy anh em nhá. Vâng. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành di chuyển cái máy quay lại với màn hình máy tính bảng để anh em mình cùng nhau phân tích xem là cái lỗi của nó ở đâu mà xe yếu máy mà lại hơi tốn xăng anh em nhá. Vâng, những anh em nào đã từng tham gia cái khóa hát rồi thì anh em phân tích cái lỗi này rất chỉ là đơn giản, và mình cũng phát hiện ra cái lỗi nó nằm ở đâu rồi thì mình sẽ chia sẻ đây, phân tích cho anh em một chút, sau này mình sẽ chia sẻ đến cho anh em nhá. Mình sẽ vào động cơ xăng ạ, và Honda vào tìm xe tự động anh em nhá. Rồi, tôi đã sử dụng đúng cái cáp mã cáp này và kết nối như trên hình ảnh rồi, ấn với tay bên phải ạ. Vâng, MLS 2010 anh em nhá, ấn tiếp ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đọc lỗi xem xe này có lỗi không anh em nhá, đọc mã lỗi ạ. Không có mã lỗi lưu trong ECM. Bạn có muốn thực hiện chức năng chẩn đoán nâng cao không? Vâng, như vậy là không thông báo, không có lỗi anh em nhá. Vâng, tôi vào thông số hiện hành. Và bây giờ tôi sẽ nổ máy ạ. Rồi, tôi nổ máy lên rồi. Tôi nổ máy lên rồi thì anh em cùng mình phân tích xem là cái lỗi của nó ở đâu anh em nhá. Vâng, anh em cái thời gian cái clip này nó hơi dài nên anh em phải cố gắng để xem hết cái clip để xem cái lỗi này nó nằm ở đâu anh em nhá. Vâng, thì hiện tại bây giờ là nhiệt độ động cơ đang là 78 độ độ C có đúng không ạ? Vâng, bây giờ tôi sẽ lên ga vài cái để cho con em xem nó tối ưu anh em nhá. Tôi lên ga vài cái đi. Vâng, anh em nhìn thấy là hiện tại bây giờ anh em nhìn thấy ạ. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái kiểm tra ATF trước anh em nhá. Anh em chờ trong giây lát. Vâng, anh em thấy là kim đồng hồ báo đậm, kích đậm luôn đúng không ạ? Và con ECM thì đang tối ưu giảm đi 23% đúng không? Giảm đi 23% và kim thì đang rất chi là đậm đúng không ạ? Kích luôn đúng không ạ? Rồi đấy, anh em thấy là đang rất đậm xăng đúng không ạ? Rồi, thì quay về. Tôi vào thông số hiện hành. Rồi, anh em sẽ nhìn cho tôi một chút là cái nhiệt độ động cơ là 78 độ C, nhiệt độ khí nạp là 40 độ C đúng không ạ? Vâng, anh em nhìn cho tôi là cái góc mở bấm ga là 0 độ. Rồi, tốc độ động cơ là 1.600-1.700, quá chuẩn luôn, đẹp luôn anh em nhá. Vâng ạ, góc đánh lửa là 10 độ. Thời gian phun thì là 2.2, cũng quá chuẩn luôn. Dao động thời gian phun chuẩn thì nó sẽ rơi dao động từ 2.0 đến 2.5 anh em nhá. Rồi,
2.0 với 2.5 là chiếc xe hoạt động tỷ lệ hòa khí bình thường anh em nhá. Đấy nhưng mà 2.5 đây nhưng mà cái tỷ lệ hòa khí lại không bình thường anh em ạ. Anh em mình thấy là đang rất là đậm anh em nhá. Đấy và xem là túi yêu anh em thấy giảm đi rất nhiều và xe rất đậm xăng. Có đúng không ạ? Rồi ok anh em. Cái thời gian phun như thế này đối với một chiếc xe bình thường là thời gian phun như thế này là đạt chuẩn đây anh em nhá. Rồi ok. Đấy anh em thấy là anh em nhìn xem là có cái thông số gì bất thường hay không. Vâng và sau đây tôi sẽ bật mí cho anh em. Đối với những anh em mà đã được tham gia cái khóa hát rồi thì anh em nhìn phát là anh em biết lỗi ngay anh em ạ. Nhưng mà anh em nào chưa tham gia khóa hát thì anh em yên tâm, anh em có máy chẩn đoán lỗi mô tô chính xác rồi thì máy sẽ cùng tìm ra lỗi cho anh em thôi. Anh em thấy là bất thường ở đây đó chính là cái áp suất tuyệt đối của hút khí nạp, có nghĩa là cái cảm biến MHB đấy anh em nhá. Anh em nhìn thấy là hầu như là điện áp tín hiệu của cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp hầu như là điện áp không thay đổi nhiều anh em nhá. Nếu như mà một chiếc xe một cái cảm biến bình thường, cái màng silicon của nó đang dẻo dai, đang dẻo bình thường, đang hoạt động bình thường, cảm biến nó hoạt động bình thường thì điện nó sẽ dao động khoảng tầm từ 1.000 1.200 đến khi mà để guarantee thì nó cũng rơi khoảng hơn 2.000 đúng không? Nhưng mà anh em thấy là hiện tại bây giờ tôi để guarantee nó chỉ có loanh quanh ở 1.700 đến 1.800 thôi. Thì khả năng là cái màng silicon này, xe này nó cái màng silicon của cái cảm biến MAB lâu ngày nó già rồi. Nó già rồi anh em hiểu không? Nó già rồi nên nó cứng cái màng rồi, nó không dao động được nữa, nó không hoạt động tốt nữa anh em thấy chưa? Nên là dần đến chiếc xe rất đậm xăng, đậm lắm anh em nha, mà ECM giảm rất nhiều rồi. Nhưng mà rồi đang rất chỉ là đậm, rất chỉ là tốn xăng. Có đúng không ạ? Là anh em đã được từng tham gia cái khóa hát rồi là anh em nhìn phát biết ngay là cảm biến này đang có vấn đề đúng không ạ? Đây anh em thấy là đứng im 1.800 1.700 luôn. Rồi để chứng minh được cái cảm biến này bị lỗi, thực sự bị lỗi thì ngay lập tức tôi đã thêm trống cho tắt máy đi. Ở trong cái chức năng chuẩn đoán bằng công nghệ AI chuẩn đoán nâng cao cảm biến, vâng trong này có tất cả các loại cảm biến, thì nếu như mà anh em chưa được đào tạo cái khóa hát, anh em cũng chưa biết là có phải là cái cảm biến nó bị lỗi hay không, thì anh em test một loạt cái cảm biến đây, thì đến cái cảm biến MAB thì anh em sẽ kiểm tra được ngay. Và bây giờ tôi sẽ ấn vào MAB, áp suất tuyệt đối của hút khí nạp anh em nhá. Tôi biết rồi, tôi ấn vào đây luôn, còn nếu anh em không biết thì anh em cứ kiểm tra lần lượt. Tôi chọn hãng Honda. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến áp suất tuyệt đối cổ hút khí nạp MAP mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến MAP. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến MAP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Vâng, anh em nghe được cái thông báo rồi đúng không ạ? Tiếp tục ấn mũi tên bên phải anh em nhé. Vâng ạ, sử dụng cái cáp này thì tôi đã sử dụng đúng cáp rồi, ấn tiếp ạ. Yêu cầu động cơ không nổ máy, khóa điện ở vị trí on. Vâng, hiện tại bây giờ động cơ của tôi không có nổ máy, tôi không có nổ máy và tôi đang mở khóa điện on thôi anh em nhé. Đúng yêu cầu rồi, ấn mũi tên bên phải. Trạng thái yêu cầu khởi động xe để động cơ hoạt động ở chế độ ralenti ổn định khoảng 5s, sau đó bấm nút mũi tên bên phải. Chú ý tốc độ động cơ đạt tiêu chuẩn trong khoảng 1500-1800 vòng 1 phút. Vâng, máy yêu cầu anh em là khởi động động cơ rồi để ở chế độ ralenti ổn định 5 giây. Sau đó anh em ấn phím tiếp tục đúng không ạ? Và anh em chú ý là để ý cái tốc độ động cơ nó phải đạt chuẩn được từ 1500 vòng đến 1800 vòng trên phút anh em nhá. Vâng, tôi làm theo yêu cầu. Tôi đã nổ máy ạ và tôi để cho ga nổ máy ổn định khoảng tầm 5 giây anh em ạ. Vâng, 5 giây tôi sẽ ấn mũi tên bên phải và lúc này anh em thấy là cái tốc độ động cơ nó đã dao động từ 1600-1700 là đạt tiêu chuẩn rồi anh em, đúng không anh em? Rồi. Guarantee đã ổn định, ấn mũi tên bên phải ạ. Yêu cầu, MotoScan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến MAP. Vui lòng đợi. Vâng, anh em vui lòng đợi trong giây lát để máy chuẩn đoán lỗi MotoScan tab sẽ tự động kiểm tra chuyên sâu cái lỗi trong giải MAB anh em nhé. Cao tín hiệu cảm biến MAP có thể do cảm biến bị chai cứng màng dẻo silicon bên trong. Có thể sử dụng cảm biến MAP thêm một thời gian nhưng xe sẽ tiêu thụ nhiên liệu cao hơn tiêu chuẩn. Vâng, như vậy em thấy chưa? Ngay lập tức
là máy đã thông báo cho anh em biết được là cao điện áp cảm biến MAB. Có thể do là cảm biến bị chai, cứng màng dẻo silicon bên trong. Có thể sử dụng cảm biến MAB thêm một thời gian nhưng sẽ tiêu tốn nhiên liệu cao hơn tiêu chuẩn, đúng không ạ? Vâng, như vậy là chính xác là cái cảm biến này bị lỗi, dần đến xe nó bị tốn xăng, đúng không anh em? Đấy, anh em thấy nào, tốn xăng hơn tiêu chuẩn. Vâng, và bây giờ tôi sẽ tiến hành thay cảm biến luôn anh em nhá. Vâng, cái cảm biến MAB là nó nằm ở trong cái bộ ba cảm biến anh em ạ. Đây, tôi để máy cho nó lội sang một vị trí khác. Vâng, đây chính là cái bộ ba cảm biến anh em nhá. Đây chính là cái bộ ba cảm biến, và cái bộ ba cảm biến này bên trong nó sẽ có ba cái con cảm biến, đó chính là cảm biến TB, cảm biến MAB và cảm biến IAT. Nó ba con nó nằm chung ở trong đây anh em nhá. Lỗi một con là phải thay cả cụm và thay cả tất cả anh em nhá. Lỗi một con là phải thay tất cả. Vâng, và bây giờ tôi sẽ sử dụng lục giác để tôi tháo cái cảm biến này ra luôn, để tôi thay một cái cảm biến khác anh em nhá, để tiếp tục kiểm tra lại nhá anh em nhá. Đây thì cái cảm biến của tôi cũng chuẩn bị sẵn ra đây rồi. Anh em cần cảm biến thì liên hệ với mình sẽ cung cấp cảm biến cho anh em nhá. Nhà mình phụ tùng tất cả các loại phụ tùng liên quan đến điện FI anh em nhá. FI liên quan đến FI. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo cái bộ ba cảm biến ra để tôi thay cái bộ ba cảm biến khác anh em nhá. Tôi không muốn cắt ghép cái clip. Tôi muốn để cái clip này nó thực sự là nó hơi tốn thời gian xem một chút, nhưng mà nó thực tế anh em nhá. Tôi tắt khóa điện ạ. Khóa điện xong tôi tháo ạ. Tôi để nguyên cả cái tháo đây luôn. Nếu một số anh em khác thì cái đoạn này người ta sẽ tua nhanh, nhưng mà tôi thì không tua nhanh. Tôi sẽ làm chậm, anh em xem được clip nó hơi dài một chút nhưng mà nó chuẩn chỉnh anh em nhá. Vâng, mình nhắc lại một lần nữa, mình là nhà phân phối máy chuẩn đoán lỗi Moto Xiển Táp Hoàng Ngọc Xuân tại Thanh Hóa. Mình cung cấp máy cho anh em thợ trên toàn quốc anh em nhé. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ tư vấn và cung cấp máy cho anh em. Đợt này chương trình khuyến mại đang rất nhiều anh em nhé. Chương trình khuyến mại đang rất nhiều, là anh em gọi vào cho mình để mình tư vấn cái chương trình khuyến mại cho anh em. Và khi cung cấp máy cho anh em thì mình có nhiệt tình hướng dẫn anh em trong suốt khoảng thời gian anh em làm nghề, anh em yên tâm anh em nhé. Vâng ạ, có rất nhiều hình thức lựa chọn để mua hàng, mua lấy máy. Một, anh em tới tại nhà mình, và mình sẽ hướng dẫn anh em thực hành lấy máy tại nhà mình luôn anh em nhá. Hoặc là nếu anh em nhà mình có đầy đủ các cái dòng xe để anh em thực hành để lấy máy ạ. Còn nếu anh em nào mà bận không tới nhà mình để lấy máy được thì mình có thể là gửi qua đường bưu điện và anh em nhận máy rồi mới thanh toán. Và khi mà anh em, tất cả các anh em thì đều được mình hỗ trợ kỹ thuật trong suốt cái khoảng thời gian làm nghề anh em nhé. Vâng, đang còn một con ốc cuối cùng thôi anh em nhé, còn nó là ba ốc đấy anh em ạ. Ok, như vậy là hiện tại thì tôi đã tháo được cái cảm biến MAB đây ra rồi anh em nhé. Đây chính là cảm biến MAB. Vâng, tôi để ở vị trí này. Ok anh em, rồi tôi để đấy và tôi sẽ thay cái con này vào. Con này là con mới anh em nhé. Vâng, anh em vừa chỉ để ý cái gioăng nhé anh em nhé. Nhiều khi là cái gioăng nó mà kém là nó cũng xảy ra cái tình trạng lỗi đấy anh em ạ. Vì trong cái bộ mới này nó cũng có cái gioăng này anh em này. Nhưng mà tôi kiểm tra thì tôi nhìn thì thấy cái gioăng cũ nó đang rất rất tốt. Gioăng cũ đang rất tốt nên tôi để lại cái gioăng. Nhiều khi anh em, cái gioăng này nó rất là quan trọng anh em nhé. Nên là anh em phải lắp gioăng cho nó chuẩn chỉnh vào anh em ạ. Cái gioăng quan trọng ở đây, nếu anh em mà trong đấy có cái gioăng, đây cái gioăng này này anh em này. Đấy, cái gioăng này này. Cái gioăng này nó cũng rất là quan trọng. Khi mà cái gioăng này, nhất là ở vị trí là cái vị trí này, nó mà rách ra thì nó cũng xảy ra cái tình trạng này anh em nhá. Nhưng gioăng của tôi thì đang rất rất tốt anh em nhá, nên tôi để cái gioăng lại. Và giờ tôi sẽ lắp cái con mới này vào anh em nhá. Lắp vào xong tiếp tục kiểm tra cho anh em ạ. Để xem là nó còn bị lỗi này hay không anh em nhá. Ốc anh em cũng phải lắp đầy đủ, anh em không được vặn thiếu một con ốc nào anh em nhá. Vì là con ốc này nó rất quan trọng để nó giữ chắc cái cảm biến. Nó giữ các cái cảm biến lại thì cái gioăng nó có tác dụng anh em nhá. Vì nó là áp suất, nó liên quan đến áp suất mà anh em, áp suất bên trong cái cục hút này, nên là phải kín anh em ạ. Nếu mà không kín là không được anh em nhé. Nên anh em cần phải chú ý là thật phải kín. Đây anh em chờ tôi lắp chút, tôi không muốn dừng cái video anh em nhé. Vâng, khi mà mình cung cấp máy cho anh em ạ thì mình có đầy đủ các cái kiến thức để mình hỗ trợ anh em trong suốt cái khoảng thời gian anh em làm nghề. Hiện tại bây giờ thì nếu như có máy chẩn đoán anh em làm sửa xe nó nhàn lắm anh em nhé.
nếu như không có máy chẩn đoán thì đấy anh em thấy nó không báo lỗi. Mà ngày hôm nay mà anh em không có máy chẩn đoán thì hơi khó để tìm ra lỗi đấy anh em nhé. Anh em tìm cũng ra lỗi thôi nhưng mà nó lâu, nó mất thời gian. Nếu như có máy rồi thì làm nó nhanh chính xác. Bây giờ thì không ai sửa mò đâu anh em ạ. Sửa mò cặm cụi mò mắm sửa nó mệt lắm anh em nhé. Cứ làm bộ máy về đi, làm bộ máy về đi, có gì mình sẽ hướng dẫn cho anh em, có gì mình sẽ chia sẻ nhiệt tình hướng dẫn cho anh em nhé. Vâng anh em chờ tôi chút để tôi phải vặn con ốc này nó chắc lại. Nếu mà ốc mà không chắc là dở đấy anh em nhé. Ốc không chắc là cảm biến nó không làm việc, cái màng cái gioăng nó hở, nó dẫn đến áp suất không có anh em nhé, nó bị mất áp suất đi là cảm biến nó cũng không làm việc được. Ok, giờ bạn gần chắc ở đây anh em ạ. Ok, rồi giờ. Vâng, tôi đã ghim vào rồi ạ, và tôi nổ máy lên luôn ạ. Vâng, để phát nổ luôn anh em nhá. Để phát nổ luôn. Vâng, và bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi quay lại cái thông số hiện hành. Vâng, tôi sẽ quay lại cái thông số hiện hành anh em nhá. Vâng, rồi ok anh em. Như vậy là bây giờ tôi sẽ tiếp tục là vào cái động cơ xăng anh em nhá. Rồi tôi chọn Honda. Tôi vào nhanh luôn tìm xe tự động anh em nhá. Rồi bấm vào tay bên phải, tôi đã kết nối như ban đầu rồi. Rồi ok, bấm vào tay bên phải ạ. Vâng, tôi vào thông số hiện hành luôn anh em nhá. Để kiểm tra lại cái thông số của cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp. Vâng, như vậy là anh em thấy là điện áp của nó đã có thay đổi anh em nhá. Và tôi thấy là khi mà nổ ga len ti thấp nhất là khoảng tầm 1.200-1.300 đúng không ạ? Cao là khoảng tầm 1.900 đúng không ạ? 2.100 đúng không ạ? Vâng. Và anh em để ý là thời gian phun vẫn là 2.2 và nhìn thấy cái tỷ lệ hòa khí nó đã không còn hao xăng nữa anh em nhá. Tôi sẽ quay về cái kiểm tra tỷ lệ hòa khí A/F để anh em kiểm tra xem xe có bị tốn xăng hay không anh em nhá. Vâng, anh em chờ trong giây lát. Vâng, anh em thấy là quá tuyệt vời, cho một tràng pháo tay ạ. Như vậy là anh em thấy là cái tỷ lệ hòa khí đã đúng tiêu đạt tiêu chuẩn ở 14.7/1 anh em nhá. Vâng ạ, đây anh em thấy chưa, quá chuẩn luôn. Và ECM đang tối giảm đi 18% anh em nhá. Vâng, quay lại cái thông số hiện hành một chút nữa là anh em nhìn thấy là khi mà anh em nhìn thấy là tôi thay cái bộ ba cảm biến vào thì anh em thấy là cái điện áp và cái nó đã thay đổi anh em, khi mình đổi ga len ti anh em ạ. Vâng, và quan trọng nhất là bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần đó là kiểm chuẩn đoán nâng cao để kiểm tra lại cái cảm biến anh em nhá. Rồi tôi sẽ đá chân trống xuống cho máy tắt đi và tiến hành là kiểm tra lại cái cảm biến ạ, xem ok chưa anh em nhá. Đây MAB đây ạ, hãng Honda. Rồi cái này thì mình đã, anh em có thể bấm qua luôn anh em nhá, vì anh em đã nghe từ lần trước rồi. Rồi tôi đã kết nối như trên hình ảnh. Động cơ không đổ máy, khóa điện on. Như vậy là động cơ tôi không có đổ máy và khóa điện của tôi thì đang mở, đang on anh em nhá. Ấn vào tay bên phải ạ. Trạng thái yêu cầu khởi động xe để động cơ hoạt động ở chế độ ralenti ổn định khoảng 5S, sau đó bấm nút. Vâng, như vậy là tôi sẽ khởi động động cơ như máy yêu cầu anh em nhá. Vâng, sau khi tôi khởi động động cơ xong, máy nó đã ổn định rồi thì tôi tiếp tục ấn phím mũi tên bên phải anh em nhá. Yêu cầu motor scan đang kiểm tra chuyên sâu cảm biến MAP, vui lòng đợi. Vâng, như vậy là đang tiến hành là kiểm tra lại xem là tình hình khi thay con mới vào nó có ok chưa anh em nhá. Thông báo cảm biến MAP hoạt động tốt. Vâng, như vậy là cảm biến MAP hoạt động tốt, chứng minh bằng hình ảnh đúng không ạ. Khi mà anh em có máy rồi, anh em tìm bệnh nó rất là nhanh chính xác, và khi mà phát hiện ra lỗi anh em sẽ đưa cho khách hàng thấy được là cái tình trạng lỗi, báo lỗi. Và nếu như khách hàng không ở tại cửa hàng, anh có thể chụp ảnh màn hình để gửi dữ liệu cho khách hàng, và sau khi sửa xong để chứng minh cho khách hàng thấy được là xe đã trở lại bình thường, thông báo cảm biến MAB hoạt động tốt đấy. Ok anh em, rất tuyệt vời đúng không ạ. Như vậy là anh em thấy được là đúng là thật là chỉ có tôi dám khẳng định hiện nay ở trên thị trường thì chỉ có mỗi dòng máy chẩn đoán lỗi motor xiên táp thì mới có chức năng chuẩn đoán các lỗi khó khi mà xe không báo ba lỗi anh em nhé. Có nghĩa cái con cảm biến đấy là nó thuộc vào cái lỗi ở trong giải vậy anh em ạ. Vâng, như vậy là máy motor xiên táp tuyệt vời anh em nhé. Tôi có thể là đá chân trống xuống để tắt máy đi để nói chuyện với anh em cho nó rõ anh em nhé.
Vâng, máy mô tô của Grab rất tuyệt vời. Mình dám khẳng định duy nhất ở trên thế giới chỉ có máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe Grab với có chức năng chuẩn đoán lỗi bằng công nghệ AI và chuẩn đoán lỗi khi mà xe không báo lỗi nhưng thực sự chiếc xe đó vẫn đang bị lỗi. Cả biến nó vẫn đang bị lỗi được gọi là lỗi khó và chỉ có máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe Grab thì mới tìm ra được các lỗi này thôi anh em nhá. Hoặc là nhớ anh em tham gia cái khóa H16 tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Anh em liên hệ với mình thì mình cũng thể đăng ký khóa học cho anh em để anh em nhìn vào cái thông số hiện hành, anh em cũng phát hiện ra bệnh luôn. Còn đối với những anh em mà không không tới khóa đào tạo và anh em không được đi đào tạo, anh em cũng mua máy và máy nó sẽ tự động kiểm tra cho anh em rất chỉ là nhàn chính xác anh em ạ. Vâng, bây giờ sửa xe máy bây giờ anh em không có thể là cứ cậm cụi tìm ban mệt lắm anh em nhá. Cậm cụi tìm những cái lỗi nó rất chỉ là mất thời gian, mất chỉ là mệt anh em ạ. Giờ anh em không làm mò làm mẫm nữa rồi, không thể làm mò được những dòng xe thế hệ mới, càng những xe thế hệ cũ thế này thì cái lỗi của nó càng nhiều. Anh em cứ mò mẫm rồi mất tốn thời gian, mất lòng tin của khách hàng anh em nhá. Nên là mỗi anh em nên sắm lên một bộ máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe Grab để sử dụng anh em nhá, chuẩn đoán lỗi cho nó nhàn anh em ạ. Vâng, anh em thấy rồi, anh em xem các cái clip của mình em cũng biết rồi, máy tuyệt vời anh em nhá, không còn thiếu cái chức năng gì ở trong máy nữa anh em ạ. Full chức năng rồi, gọi là cổ máy chuẩn đoán lỗi mô tô xe Grab rồi anh em nhá. Vâng, anh em cần máy thì gọi vào số điện thoại trên màn hình đi, rồi anh em mua máy rồi anh em không hiểu gì mình sẽ hướng dẫn anh em. Khi xe có những cái lỗi như thế này thì mình sẽ gọi trực tiếp Zalo cho anh em để mình hướng dẫn anh em nhá. Video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc video này đây, anh em gọi vào số điện thoại nhanh để đặt máy anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.